Rồi, dạ vâng, hello, em chào toàn thể anh chị em, bà con, cô bác, cả nước nha. Em Thịnh Bến Tre đây, lời nói đầu tiên chúc anh em mình nhiều sức khỏe nha. Thì trước mắt anh em mình là xe Kia Brio nhập Hàn Quốc đời 2012. Xe nguyên rin anh chị, nguyên bản nha. Xe chạy mấy chục nghìn cây số thôi. Dòng xe nhập này thì chạy rất là sướng, hatchback anh chị nha. Cửa sổ trời số tự động nè. Bên em thì mẫu hatchback bên em còn i30 nè, còn Rio nè, còn Focus, Ford Fiesta nè, cũng còn nhiều lắm anh em qua lựa nha. Có xem là cô bớt nghe thôi. Đó. Xe này để cho anh em mình đang giảm giá còn 285 triệu. 285 triệu này mình sẽ có con Rio xe nhập gia đình, không lỗi, không taxi, không dịch vụ, cảm biến đầy đủ, màn hình theo xe, 4 mâm 4 vỏ đẹp, mâm phay, vỏ còn dày cui anh chị, vỏ may chà linh nè. Đó. Nước sơn rin xe này còn hình như là 99% luôn anh chị. Rin lắm anh chị. Giờ tiếp lô tiếp lên anh chị mình nhìn nè. Chắc xe rất là đẹp anh chị nha, đẹp miên man luôn nha. Đó. Dàn ghế rin theo xe luôn đây ha. Đó, dàn ghế rin theo xe, trần rin theo xe, được trang bị cửa sổ trời. Đó, nách cửa anh chị nhìn là rất là đẹp anh chị nha. Ok, cửa thì sao bị lóc tiêu rồi ta? Để em mở cửa này ra cái. Anh em đợi em xíu. Ủa Nhân ơi, cái chìa khóa xe này đâu Nhân? Rất là đẹp anh chị nha. Anh chị đợi em xíu nha. Lại mở cửa mạnh cái, lấy chìa khóa mở cửa mạnh cái cưng. Rất là đẹp anh chị, cụm đèn bi nè. Rất là đẹp anh chị ha. Đó. Xe nó có chạy tí xíu ở đây anh chị, đá văng nhưng mà em sẽ làm lại cho anh em mình miễn phí nha. Đó. Form dáng rất là đẹp anh chị nha. Cửa sổ trời, tích hợp xi nhan gương. Đó. Nước sơn rim xe này còn 90% nó có nút cảm biến ở đây nữa nè. Đó. Tem bọng nhãn mát của nó còn nữa nè anh chị ha. Đó, túp lô túp ly nè, gương kính chỉnh điện nữa nè. Đó, anh em thấy không? Về màn hờ túp lô rất là đẹp. Dàn ghế rim theo xe nó hơi nhăn nhăn tí xíu ghế tài tại do cái xe này chủ nhân đi một người nhiều hơn ha. Đó, nút đề start up luôn chị nha. Đó. Đó. Xe chạy mới có 108.000 thôi anh chị. Đó, vô lăng tích hợp luôn nè ha. Đó, vô lăng rin tích hợp nè, chạy mới có 108.000. Nghe gọi đó nè. Số tự động đó nè anh chị, chìa khóa điều hòa auto nữa nè. Màn hình theo xe nữa nè. Trần rin theo xe, cửa sổ trời, nhìn rất là sang trọng anh chị ha. Đó, nhìn đẹp lắm. Nói chung là xe này chạy rất là hay. Anh em ở Sài Gòn, ở khu vực đông dân cư, mình chạy xe này nó ổn định, nó nhỏ gọn anh chị, mình đánh lái rồi dễ. Đó. Cái máy nổ rất là im anh chị nha. 4 cái vỏ may chà linh luôn nè anh chị, thấy vỏ gì cui nha. Gầm 10 điểm luôn nè. Gầm điểm theo xe luôn anh chị nha. Đó. 285 giá này còn giảm nữa, còn bớt nữa. Và có cho anh em mình nợ nha. Có cho anh em mình nợ và có cho anh em mình đổi xe luôn. Đổi xe máy, đổi ô tô, đổi gì cũng được anh chị nha. Đó, máy còn rin luôn anh chị nha. Dòng Kia này anh em biết cái độ bền đó, đó. Chạy rất là bền bỉ nha. ABS nè, túi khí nè, số tự động nè. Đó, đầy đủ tính năng hết luôn anh chị. Bốn máy nè, động cơ xe này cũng động cơ nó nhỏ có 1.4 thôi. Keo kỹ anh chị nhìn nè ha. Con keo kỹ đó nè. Rất là chất lượng anh chị nha. Bên đây cũng vậy nữa nè ha. Đó, cabo, ốc cabo chưa vô chống mở luôn nè anh chị nha. Ốc cabo rin luôn nè. Đầu đít là rin hết xe, không đâm va, không cấn đụng nha. Cabo hơi dơ tí xíu cho vệ sinh lại nha. Đó, máy móc rất là êm ái. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 333 371 nha. Đó, có xem là có bớt thôi. Thì anh em nào thích mẫu này thì liên hệ cho em. Và anh em mình có nhu cầu mà giới thiệu em mua xe hay chỉ em bán xe lấy hoa hồng thì liên hệ cho số 9 của em là 0564 717171 nha. Địa chỉ anh em mình cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí là tới. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký để mình cập nhật nhiều video hơn nha. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau nha.